Để hôm nay thử xem nào, chúng nó có lòng với lại chủ không? Khi chủ ngã ra thì chúng nó sẽ xử lý như nào? Đây này, hiện tại bây giờ chúng nó đang nằm ngủ trưa này. Đây. Đây. Và đây. Tổng cộng là 4 đứa. À, bây giờ mình sẽ thử là đang đi thì mình sẽ giả vờ mình ngã ra, xem chúng nó sẽ xử lý như thế nào. Như nào đây? Kilo hả? Yoshi hả? Cọc hả? Cái con Pila đâu rồi? Con Pila đâu rồi? Con Pila là nó biết anh lừa nó hả? Có phải không? Có phải Pila biết anh lừa nên Pila xuống một tí rồi Pila lên không? Sao cả, may quá, không sao. Đấy thì thử một chút để mọi người có thể nhìn cái sự quan tâm, của chúng nó đối với chủ rất là quan tâm. Nó nằm ở đấy, nó lượn qua lượn lại, nó hoang mang. Không loại trừ cái trường hợp là những cái con nó cáo già, nó ở lâu với mình lừa nó một lần hai lần là nó biết, và nó thấy những con khác quan tâm rồi là nó không ra. Còn nếu mình đảm bảo với các bạn, nếu mà các bạn nuôi một con thì chắc chắn là nếu mà các bạn không may các bạn vấp ngã hoặc là không may các bạn nằm ra đấy thì chắc chắn là con chó nó sẽ nhào ra để nó liếm láp, để nó này kia, nó hất người của chúng ta để cho chúng ta ngửa cái mặt lên, nó nghe cái nhịp tim của chúng ta. Ở đây là bởi vì là giả vờ thế nên là cái tim nó vẫn đập thình thịch,
để chúng nó thấy cái nhịp tim nó bình thường, là chúng nó bởi vì là cái con chó nó cảm nhận được cái nhịp tim của chủ. Khi ấy, mà chủ mà tim đập nhanh hồi hộp, con chó nó cũng sẽ hồi hộp theo. Đấy là mọi người sẽ rất là dễ cái đấy, khi mà mọi người nuôi bình thường thì mọi người không biết đâu, nhưng mà trong các cái cuộc thi ấy, cái con chó, cái người dắt ảnh hưởng đến con chó, là trong các cái cuộc thi, giả sử thi chó đẹp chẳng hạn, cái người dắt ấy mà hồi hộp, tim đập nhanh thì con chó nó cũng bị hồi hộp theo. Người dắt mà trấn tĩnh thì con chó nó cũng trấn tĩnh theo. Hay là ra bên ngoài, chúng ta dắt chó đi mà ra bên ngoài mà gặp những cái tình huống, giả sử như con chó khác nó nheo lại, nó tấn công, hay là nhìn cái việc này việc kia, mà nếu mà chúng ta hồi hộp, tim đập nhanh thì con chó nó cũng bị hồi hộp theo. Còn nếu giả sử con chó khác mà nó phi lại, mà chúng ta vẫn cứ hoàn toàn bình tĩnh, chúng ta phải giữ bình tĩnh, chúng ta phải luyện chúng ta trước, chủ phải luyện chủ trước để con chó nó học theo, thì nếu mà chúng ta bình tĩnh là nó cũng ảnh hưởng đến con chó luôn, là con chó nó sẽ trấn tĩnh chứ nó không phải ồn ào, nó không phải e ngại, nó không phải gì cả. Thế bảo sao không yêu nhỉ? Chủ giờ có thêm con cụt đuôi này nữa tham gia vào đại hội võ lâm, cọc cu te tham gia vào đại hội võ lâm. Hai đứa một xích này, mỗi đứa một bên, mỗi đứa một bên đấy. Siro ngồi sang bên này, ngồi xuống. Mèo không, mèo si ơi, kệ em đi, mèo si sang bên này. Rồi ngồi đây, bắt đầu đây, ngồi lên như thế này này, si ơi, con cọc thì ngồi đó. Si xích vào đây, xích mà, xích cái mông mà, xích mông cơ mà. Đúng rồi, thế. Cậu không gãm. Cậu ngồi đây làm đi, nhảy vào đi. Được rồi, ngồi đấy. Này cũng cái kiểu lanh chanh, ngồi xuống. Thấy không tay không xoa là gặm tay để bảo chủ xoa. Được rồi, ngồi đấy. Làm nhá, nhảm. Như con giận người. Gặm. Nào. Chiều rồi. Đây, cho nhau nó nằm vào đây. Cho nhau nó nằm vào đây cùng này. Ok, thế nào nó được bế là nó yên. Nếu nó không được bế thì nó lằng nhằng lắm. Nó phải được bế thì nó mới yên được. Khoan đã, để chỉnh lại cái chỗ nằm chơi ra. Đây, yên, nằm yên. Nằm yên. Cọc rồi, cụ tè này. Cụ tè có thích ăn bù bông? Chạm mũi thế này. Chiều chạm mũi thế này. Chạm mũi không được liếm. Không được liếm mà. Chỉ được chạm mũi thôi, không liếm. Ok là rồi, giải tán. Đấy. Nào mấy đứa ra đây ngồi đi, ngồi đấy, ngồi xuống để anh quay video nào, để cho mọi người thấy được là cái một cái tình huống mà nếu mà trong trường hợp mà chủ ngã thì con chó nó sẽ xử lý như thế nào. Những cái con chó mà bình thường chúng ta quan tâm với nó thì chúng nó cực kỳ là quan tâm với chúng ta, nó còn quan tâm đến chúng ta nhiều hơn, bởi vì với chúng ta mà nói thì chúng ta có rất nhiều thứ để chúng ta quan tâm. Nhưng với cái con chó của chúng ta mà nói thì nó có ít thứ hơn rất là nhiều. Cho nên nó sẽ quan tâm chủ nó nhiều hơn là chủ nó quan tâm nó nhiều. Là cái đấy là mọi người cứ yên tâm mà chăm.
chăm con chó và yêu quý con chó thì nó không có lo mất đi đâu đâu. Chúng nó còn yêu lại chúng ta còn nhiều hơn. Nha. Ôi giời. Bé ấm chúng ta tí mệt. Đây là Messi. Gái rượu đấy. Gái rượu Messi đấy. Đây là gái cực rượu luôn chứ không phải là gái rượu. Gái này cực kỳ rượu luôn. Xin đây, không, không nào. Để bế mẹ tí nào, Siro. Siro xích ra đây. Mà mặt ở đằng trước. Hai mẹ con. Để ý cái thái độ của Messi. Rồi Messi, xin ra nhường chỗ cho con tí này. Nhường chỗ cho Siro, Siro ra đây xem. Để ôm Siro một tí. Messi ở yên đấy, để anh ôm Siro một tí. Yên Messi để ôm Siro tí. Siro là gái rượu thứ hai. Siro thì còn trẻ con hơn, còn trẻ con hơn mẹ, chưa có đẻ lần nào cả, cho nên là còn rất là trẻ con, còn nhõng nhẽo, còn tưởng mình bé lắm. Cho nên là cái kiểu của Siro là nó tự nhiên hơn. Gọi là hồn nhiên ngây thơ đấy. Rất là hưởng thụ. Hai mẹ con, đây là Messi đây. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Nhớ like và đăng ký kênh để xem video tiếp theo. Thank you and see you again. Bên kia. Giữa cái này. Giữa đầu. Okay.